Anh cũng có máu văn nghệ lắm mà tại sao sau này rồi anh chỉ có viết văn thôi rồi anh không hát nữa? Cô hỏi câu đó thì nó cũng khơi dậy một cái kỷ niệm buồn của tôi. Hồi xưa lúc tôi còn trẻ, chẳng hạn như cỡ Thế Sơn, Đoan Hồ, Nguyễn Hưng bây giờ, tôi rất là mê hát. Tôi cũng có cái giấc mộng trở thành ca sĩ. Có một hôm, tôi ngồi ôm cây đàn guitar, hát cho một thiếu nữ ngồi bên cạnh nghe một bản tình ca. Thì sau khi tôi hát bài đó, thì cái người thiếu nữ đó đã trở thành vợ tôi. Từ đó thì tôi mới thấy được cái sự tai hại của tiếng hát của mình. Nên là tôi đã bỏ hẳn, tôi ý định là không bao giờ trở thành ca sĩ nữa. Hãy